Thủ tướng Đức chia sẻ về cuộc họp của nhóm G7. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cho biết tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào hôm thứ hai ngày 27 tháng 6, không thể quay lại tình hình trước khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra. Ông Scholz nói trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ hai của hội nghị rằng khi tình hình thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi. Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Đức cho biết các nhà lãnh đạo G7 đang nhìn tình hình ở Ukraine từ nhiều khía cạnh khác nhau để trao đổi vấn đề này một cách tốt nhất. Và ông cũng cho biết thêm ngoài các nhà lãnh đạo của các nước thành viên thì tổng thống Ukraine Ukraine, Zelensky cũng tham dự cuộc họp thông qua ly kết nối video với tư cách là khách mời. Tổng thống Ukraine đã mô tả tình hình chiến sự một cách chi tiết và cũng gửi lời cảm ơn về sự hỗ trợ của các nước đã dành cho Ukraine. Ông Scott cho biết tất cả các nước thuộc nhóm G7 đều đã sẵn sàng đưa ra quyết định cần thiết, cho đến nay vẫn chưa rõ thế giới sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai. Tuy nhiên, tất cả các nước có thể vượt qua những thay đổi này một cách tốt nhất nếu cùng sát cánh, tin và hợp tác với nhau.